Thì là lần thứ hai mà Quanh đến cái chỗ này nha. Chỗ này có gốc cây gừa khá là bự luôn. Với lại cái cây này là cái cây mà Quanh thấy là nó chín đậm nhất luôn nha. Đây lần thứ hai mình quay lại, lần trước cũng được một mớ cá mẹ khá là ngon luôn. Nay quay lại thì hôm nay Quanh sẽ không có chọn cám để câu cá nữa nha. Quanh sẽ bán trái gừa cho luôn. Thì cái mồi đặc biệt của nó thích nhất là trái cây vị ngọt chứ vị chua. Nên là hôm nay Quanh chỉ bẻ mỗi trái dừa. Cái dừa thì Quanh bẻ cây đằng kia nó thấp hơn. Cây này cao quá mình bẻ không có tới. Bẻ được ra trong đây được một thùng rồi nè. Này nãy bẻ được nhiêu đây nè, rồi móc trái câu thử luôn, dính cá mè luôn, nên hôm nay Quanh không có trộn cám nha, mình câu cái mồi này thử xem sao có hiệu quả hay không. Và mỗi ngày mình mỗi lần đi thì Quanh sẽ trộn cám, hôm nay Quanh đổi thì vị nha, câu trái cây luôn. Mà cái trái cây này thì không phải mắc tốn tiền mua gì hết, là trái tự nhiên có luôn. Trái dừa thì nó có cái vị ngọt rất là thơm. Đây câu cạn tay nha. Dạ này đi đến đây thì cũng 3 giờ chiều rồi, chỗ này cũng khá là mát, dù không có xài nữa thì mình để qua một bên, lấy cần ra chiến thôi. Ừ, vậy chứ phải có ai câu hả ta, có cái đồ này nè, không cái này là lần trước của mình bỏ quên đây nè, cái này là để móc lưỡi với móc chì á. Chỗ này là chỉ có Quanh mới phát hiện thôi, chưa có ai phát hiện đâu, chỉ có mới mình câu à. Này cho nó ăn mồi mồi đặc biệt nha, mồi chuyên chỉ nó luôn. Nay mình câu trái cây nè, với lại mình đi một cái lưỡi khá là đặc biệt thì chắc có lẽ là sẽ không có ruột nó nữa đâu. Nay Quanh đi câu lưỡi sáo luôn nha, rồi câu thêm trái cây nữa. Cái con cá mẹ trong mấy cái kênh này thì nó thích ăn trái cây nha, còn mà cá ở sinh ở sông lớn á thì cái mồi đặc biệt của nó là gao, gao đó là ngọt ý á. Lấy cái thùng mà Quanh hay ngồi nè, cái thùng này ngồi nó thẳng giờ thoải mái, với một cái gọng đựng cá nha. Nãy câu thử được một con á, mình chưa bỏ vô gọng nữa, để bờ hồi nó nướng ngọt. Nay nè, quay lại nha, không có sợ gió đâu nha. Quanh cũng đã canh cái phao của mình im rồi, không sợ gió thổi nè. Với lại mình câu cái mồi đặc biệt nữa, với một cái lưỡi đặc biệt nữa thì chắc có lẽ là sẽ nhiều hơn mỗi ngày nha. Con đầu tiên có nhớt nha. Tìm cái chỗ rộng cá im im cái. Rồi, cái nhánh cây bên đây nè. Thôi thôi buộc vô cái thùng luôn đi. Cái thùng mà Quanh hay ngồi nè. Bày cái bọc luôn. Chút xíu có cá thì về bỏ cái gọng cá vô trong cái bọc này luôn. Còn Quanh ngồi chỗ nào không dưới. Rồi. Ngồi chỗ này. Để ha. Cột cái thùng dây vô thùng ở đây luôn. Thì đáng lẽ hôm nay là Quanh sẽ câu buổi sáng nha, nhưng buổi sáng trời nhiều mây quá, do là mình ảnh hưởng của bão á, trời không có nắng thiệt. Quanh đợi tới có nắng nắng thì tới tầm gần 3 giờ mới có nắng hơi hơi gì nè, mới đi câu được. Câu cá mè thì nghe nói là có nắng nắng cá nó ăn mới mạnh, tối chiều là cá nó ăn ấy. Nay Quanh câu lưỡi nhỏ nữa nè, lưỡi này là lưỡi số 6 nha. Câu mà hết cái thùng trái gừa này chắc về cả nhà, tại vì ở chỗ cây này có trái chín nhưng mà ít, với lại nó cao quá mình bẻ cũng không tới, nên này mình bẻ chỗ cây tút thật kia kìa. Cái kia thì nó trên cầu quá mình không câu được, ngay cái ngã ba trên cầu nên là không thể nào đứng trên đó câu được. Wow, có người câu rồi, cái sợi dây nó chia tuần tán nè. À, lúc lần đầu anh lại đây là chỗ này vẫn còn hoang sơ lắm, nay quay lại lần thứ hai là thấy sợi dây treo toàn ten lủng lẳng trên đây nè. Thì ra là đã bị dính dây lên đây rồi. Cá nổi trên mặt nước mới chịu. Vô câu thứ hai nha. Wow, con này cũng khá là to luôn. Hey. Nó ăn mồi nổi nha, mình phải câu gà gà trên mặt nước nó mới ăn nè. Ôi gió thổi một cái nghe em, mấy cái trái gừa nó cũng xuống bịch 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 như là mưa vậy đó, làm mấy nó lên nó đớp quá trời. Bằng ba ngón tay á, ba ngón của Quanh luôn. Ủa, con kia hai ngón, con này ba ngón nè. Ủa, cá ú nu luôn, cá bự bự gì nè mới đã. Cá lo lịch nè, tròn ơi, chỉ hết mức có thể nhưng mà vẫn không dính, nó cắn cả tầm cháy rồi nó lôi đó, nó lôi nữa đó, cắn cái vỏ cháy rồi chạy không à. Cái lưỡi nhỏ này á, nó móc không hết trái gừa. Bây giờ Quanh sẽ đổi cái lưỡi sang lưỡi số 8.
Hay, mới câu được có hai con cá à, chưa đủ số hội nữa. Mây đen kéo đến nè, mưa lâm râm rồi. Vừa chuẩn bị thay cái lưỡi à, là mây đen kéo đến rồi kìa, nhưng mà trống chân à, ngược lại gió rất nhiều. Trước mặt của anh là đang thu lùi luôn rồi. Nhưng mà gió nghe hy vọng là nó sẽ thổi cái mây trôi đi nha. Mình đang ảnh hưởng của bão á, nên là thời tiết gió dữ lắm luôn. Trời ơi, ui ui kéo mây đến mưa lâm râm. Mới câu được có hai con à, mưa tới rồi không biết có ổn không nữa. Thôi kệ đi ha, tới đâu hay tới đó nha. Giờ quanh nằm móc trái gừa để mình câu tiếp nha. Nãy lưỡi kia nhỏ quá, mắt nó phun quá, tròn quá, ôm hết cái trái này nè. Bây giờ nó phải mình phải đỡ lưỡi bự nha. Chưa có đủ sở hội nữa, gọi mưa luôn rồi kìa. Mưa nắng, mây đen nha. Có nắng nhưng mà vẫn mưa, nãy mới chuyển đen thui giờ mưa luôn. Mưa này không câu không biết con cá nó có ăn không nữa. Đại câu đại thử coi, nếu mà không được chắc bỏ chạy quá. Còn dính rồi. Wow, con thứ ba nha. Đây đây, cây cần đây. Ôi đung đưa. Đây nha. Ê, cây cần này con cá ăn nữa rồi. Ôi hai cây nó ăn liên tục luôn. Đây, wow. Còn thứ hai nha, không sao, vẫn còn ổn áp. Nãy giờ hơn nửa tiếng mới có ba con à, câu. Ơi, cặn rồi rồi. Dính đây. Trời ơi, nó lo cái cần này mắc tiêu luôn mà chị thu lên. Tưởng nó bỏ con cá gớt ra ngoài chứ. Được ba con này, tiếng đồng hồ được ba con. Câu cái trái cây này nó chậm hơn mình câu cám nhiều. Nói chung là nó không heo nhưng mà nó khá là chậm cá. Cá nó đớp một cái nhưng mà nó chỉ lôi cái phần vỏ của trái gừa lôi lên kia. Mình giật lên không có lên được, rớt cái gừa mất tiêu luôn. Mà gió ghê luôn á, cầm cái cần vô không được nữa. Ê, rồi. Thật là chỗ này rất là khó câu, gió dữ lắm. Bởi vì không khéo là cái sợi dây nó sẽ máng lên trên nhánh gừa như thế này nè. À, cái lưỡi của mình bỏ quên trong cái thùng nè. Nãy giờ tìm mới thấy đây, cái lưỡi bự nãy nè, móc tròn qua vậy luôn, cho trái gừa nó ôm hết cái lưỡi đó vậy nha, chín mùi luôn. Rồi dính rồi. Wow, còn tiếp theo nữa nha. Vô nó bị nhướng cánh gừa rồi, đung đưa cho con cá nó đi cột cột. Wow, con này bự nha, hơn hai ngón tay nha, uống nu luôn. Con thứ tư rồi nha, cũng hên là quanh kịp thời đổi lưỡi nha. Thôi là không dính luôn á, nãy mình câu số 6 luôn mà. Hôm qua quanh câu số 6, hôm nay là đây câu thì không dính được, quanh đổi lưỡi số 8 mới lên cá nè. Liên tiếp hai con luôn nha. Chứ thôi là nãy giờ là nó cứ chậm ê hoài luôn. Chút hôm thôi nữa là tới chiều về lỗ số hội luôn. Cần nó máng ở đây nữa rồi, chó quá. Rồi, xây vòng luôn rồi. Còn ba ngón tay nha, uống nung luôn. Mình câu cá này, câu cái trái gừa mình phải tác động mặt nước ra, trái gừa nó cũng gì đó, làm giống như trái gừa cũng gì đó, nó mới đớp mồi chứ không phải để chậm giống như mình câu cám nữa. Câu trái gừa là mình phải hả, sợ gớt cá quá. Wow, được 1, 2, 3, 4, 5 con rồi, sắp đủ số hội rồi, sắp đủ số hội rồi nha. Trái gừa ở trong đây vẫn còn nhiều lắm, mà chỉ sợ mưa thôi, gió quá trời cho nó cũng chuyển đi kịnh luôn. Nước tròn quá không đúng rồi, da cần tác động mặt nước gì nè, thảy ẩm luôn, thảy chỗ này xuống mà nó không đớp thì mình thảy chỗ khác đó anh chị đó.
câu cá phao với cục ngòi sát bên nhau luôn nè. Tại vì cái gừa này nó an toàn là mồi nổi không mà. Dính này, dính này. Ôi, trời ơi, trời ơi. Dính cái cây lại, dính cái cây lại. Ôi, không, để con cá nó chảy. Nó chảy một cái là nó đụng nước mà nó rớt dưới lại đó. Ta ta, dướng rồi, dướng rồi. Trời ơi, trời ơi, con này bự nha. Mồi dính cũng mèo nè. Chút xíu nữa là xảy rồi. Ồ, con này bự ghê. Ba ngón nha, ba ngón tay của anh luôn. Nãy giờ cậu sáu con bằng con này không à? Sáu con bằng nhau chung đàn của nó đó. Ồ, cá bự bự ghê luôn á. Con thứ sáu nè. Chào mừng em đã về đợi của chị. Ý, câu cá mè hoài không chán luôn á. Mình thử nghiệm nhiều loại mồi. Mồi trái cây, rồi mồi cám trộn với chuối, mồi cám trộn với ngọt lý. Nay là câu bằng trái gừa luôn. May mắn nha. Mất cây gừa câu tiếp. Câu chừng nào hết thùng gừa này chàng. Trời sắp tối rồi, 4 giờ mấy rồi đó. Mưa nữa, mưa lâm râm với gió nãy giờ thổi mình muốn bay xuống luôn con kênh. Ủa, nó dính. Trời ơi, nó lôi thêm hai cây cần, nó lôi không hay luôn. Giống câu cá quần đế ghê luôn. Phải thảy bụt bụt trên mặt nước y gan như là cái trái gừa rụng vậy đó. Dính cá nó mới đớp mồi. Đó, nó lôi nữa. Dính rồi, con bự luôn. Thấy cái cần kìa. Thảy xuống một cái đớp cái ẩm lên. Câu cá này gan như cá quần đế luôn. Cái con này bằng cái con mà cái ông bác câu ở trên cầu, ông đứng trên cầu ông câu á. Wow, mập luôn nha, ba ngón tay của anh luôn á nè. Ui, thảy xuống một cái là nó đắp cái ẩm liền. Ở đây không có cá hoàng đế nha, có cá hoàng vinh mà. Cá hoàng vinh. Ồ, con bự chùm luôn. Bự hơn tất cả những con còn lại luôn nè. Con mới câu con này nè. Này nè, bự hơn mấy con còn lại luôn. Bảy con rồi, giãn giãn như đủ số hụi về nha. Chứ mưa lâm râm nãy giờ cũng lạnh lắm rồi đó. Câu biết nào mới hết thùng rồi nè. Rồi lúc sau rồi. Wow, dính rồi. Một con tiếp theo nữa nha. Nãy giờ bớt gió không? Còn gió hùng hùng luôn á. Ở cái cần mình không có thể nào mà bịt vô được luôn nè. Trời ơi, hên nha, quá chừng may mắn luôn. Ô, con này dính mèo, dính cái môi dưới. Đây là con này thì hai ngón nhưng mà khá là ú luôn. Con tiếp theo. Chào mừng em đã về với đội của chị. Tên 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 tên. Báo cáo nha cả nhà ơi, một con bự bằng 4 ngón tay của anh luôn. Đây là tên tên tên. Báo cáo nha cả nhà, con này bự to sắp bằng bàn tay của anh luôn nè. Ơi, nó ú nu bự ghê luôn á. Con tiếp theo nha. Con này bự ghê luôn, con này là con cá mẹ. Đây à, mẹ đã đến với các con. Đó, nó bự chùm luôn nha. Nay quanh câu cá to to không à. Số lượng ít thiệt nhưng mà cái chất lượng của nó là đỉnh nha. Đỉnh của chớp. Ây da, nóc nhà. Cái cọng dây, cái cọng dây cần nữa. Nó hướng vô đây rồi nè. Rồi nó móc vô đây nè, quanh chụp lẹ để không thôi rớt con cá bự uổng như lắm. Cái cọng dây này nó quấn vô cái nhánh gừa. Rồi bẻ nhánh gừa cho bỏ luôn đi. Ôi, nó thổi một hồi chắc bay theo cái nhánh gừa luôn. Rồi. Nó chưa là quanh sợ đầu cao lắm, gió thổi mà cái bậc thềm này xuống dưới đó cũng khá là cao. Cái chỗ mà quanh câu cá có mấy cái bông gì màu trắng nè. Có bông thì 6 cánh, có bông thì 5 cánh nha. Cái nhị màu vàng rất là đẹp luôn. Nhưng mà quanh không biết bông gì nữa. Wow, nguyên cái bụi cây nổ đồng tiền luôn. Ủa, trái chín nhóc hết trơn luôn nè. Wow, cái trái này câu cá mẹ nó cũng ăn nha. Cái vị của nó có ngọt y gan như trái gừa luôn á. Nếu mà mai mình bẻ trái gừa kia không kẹp thì quanh sẽ bẻ cái trái nổ đồng tiền này để câu cá mẹ thử nó có ăn không nha. Tại vì nó cũng là một loại trái cây có cái vị rất là ngọt. Rồi, bầu trời đem xám xịt tới nữa rồi. Thôi bây giờ Oanh cũng cần để đi về nha. Nay Oanh đi câu trễ nha, hơn gần 2 tiếng đồng hồ câu được mớ cá. Quá chừng ngon luôn. Nay chúng quá chừng chúng nha. Tưởng đâu là thắt thu lỗ số hụi rồi. Nhưng mà ai ngờ đâu dính được. Quá trời cá to luôn. Ở cái con kênh chỗ cái cây gừa này á.
cá bự bự không mà. Đây đây. Đây nè. Không có con nào, chỉ được ba con hai ngón thôi. Nè. Nè nó dễ quá trời luôn. Nó nè, để quăng bắt cái con này lên khá là bự. Đó đó đó, con này bự nè. Nó cá to to không à. Này tuy là số lượng nó ít nha, nhưng mà được cái chất lượng im quá im luôn. Mỗi khi quanh đi câu thì số lượng không à, toàn là số lượng thì nhiều, chứ chất lượng thì hơi ít nha. Hôm nay là quanh câu được cá 4 ngón tay rồi, quá chừng may mắn luôn. Rồi mình đi về thôi nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau nha.